Hàng giả, hàng nhái đang trở thành một vấn nạn nhức nhối tại Việt Nam cùng nhiều quốc gia châu Á khác. Nhiều chuyên gia đánh giá, các sản phẩm hàng giả, hàng nhái ở Việt Nam ngày càng tinh vi hơn. Từ bao bì bên ngoài đến kiểu dáng sản phẩm đều giống y như thật, rất khó phân biệt bằng mắt thường. Nguy hiểm hơn, tình trạng hàng giả đã xảy ra trên thị trường thực phẩm, dược phẩm, những sản phẩm được đưa vào cơ thể con người. Tất cả là sản phẩm đây là nguồn gốc xuất xứ, không thấy. Toàn tem nhãn, in tiếng Trung Quốc, không hiểu chứ là cái gì. Tuy nhiên, người Mỹ lại không phải sống chung với những lo ngại này. Thực tế, các doanh nghiệp Mỹ không dám nghĩ đến việc sản xuất hàng giả, tạo ra những sản phẩm kém chất lượng để thu lợi bất chính, bởi những hậu quả mà họ phải gánh chịu là không hề nhỏ. Mức tiền bị phạt do vi phạm pháp luật là vô cùng lớn, là một con số mà không phải ai cũng có thể giải quyết được. Khi bị khách hàng phản hồi, khiếu nại, cá nhân doanh nghiệp sản xuất ra sản phẩm đó sẽ phải bồi thường bằng tiền, thậm chí bị đi tù. Một yếu tố giúp người Mỹ luôn an tâm khi sử dụng sản phẩm nội địa là ở đây có Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA Hoa Kỳ, chuyên trách quản lý, giám sát các sản phẩm, dược phẩm và thực phẩm. Đơn vị này sẽ tiến hành kiểm tra nguồn nguyên liệu, công nghệ sản xuất, quá trình đóng gói của tất cả các sản phẩm, thực phẩm, dược phẩm và chỉ cấp chứng nhận lưu hành cho những sản phẩm thực sự đảm bảo chất lượng, an toàn. Nếu mua các sản phẩm đã được FDA Hoa Kỳ cấp phép nhưng phát hiện đây là sản phẩm kém chất lượng thì người mua có thể kiện Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ. Do đó, mọi khâu kiểm định, giám sát của cơ quan này luôn đảm bảo độ chính xác cao nhất nhằm hạn chế tối đa mọi sự sai sót. Đặc biệt, người Mỹ rất coi trọng uy tín, sự thành thật. Do đó, các doanh nghiệp sản xuất cũng hiểu được những sự kỳ vọng, tin tưởng của khách hàng khi lựa chọn một sản phẩm thực phẩm, dược phẩm để sử dụng. Từ thành phần, hàm lượng, công dụng đến giá thành các sản phẩm Mỹ, chính hãng đều rất trung thực. Các nhà sản xuất tại Mỹ hiểu rằng, dù chỉ một sự chênh lệch nhỏ giữa quảng cáo sản phẩm với hiệu quả thực tế, thì khách hàng sẽ quay lưng với doanh nghiệp và họ cũng sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt của pháp luật. Do đó, khi lựa chọn và sử dụng các sản phẩm Mỹ chính hãng được sản xuất tại Mỹ, người tiêu dùng Việt Nam có thể tuyệt đối an tâm về chất lượng, hiệu quả, độ an toàn mà sản phẩm đó mang lại. Tại Việt Nam, thuốc tăng chiều cao Nubitol là một trong những sản phẩm Mỹ được nhiều người tiêu dùng tại Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới tin tưởng, lựa chọn để cải thiện chiều cao. Nubitol chứa nano canxi, collagen type 2 thủy phân và đặc biệt là nhóm 7 thảo dược quý gồm nhung hưu, hải sâm, nấm phục linh, đỗ trọng, ngọc trúc, xuyên khung, ích mẫu. Các thảo dược này có tác dụng kích thích thùy chức tuyến yên sản sinh hormone tăng trưởng một cách tự nhiên, từ đó thúc đẩy chiều cao phát triển tối đa. Cặp đôi 5HTB bạch quả trong Nubitol giúp trẻ em và thanh thiếu niên ngủ ngon, ngủ đủ giấc, tạo giấc ngủ sinh lý tự nhiên, tinh thần thoải mái, tăng khả năng ghi nhớ. Thuốc tăng chiều cao Nubitol được sản xuất và đóng gói tại Mỹ trên dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn của FDA Hoa Kỳ và đạt các tiêu chuẩn chất lượng sản xuất quốc tế như cGMP, HACCP đã được FDA Hoa Kỳ kiểm định, cấp phép lưu hành số mới nhất RHZ3 S54i. Sản phẩm được bán trên Amazon, website thương mại điện tử lớn và uy tín bậc nhất hiện nay, trang eBay cùng nhiều trang bán hàng uy tín khác. Thuốc tăng chiều cao Nubitol Mỹ đã có mặt tại Việt Nam, được sách tay từ Mỹ, cam kết hàng thật, chất lượng cao, an toàn, hiệu quả, có hóa đơn chứng từ mua hàng từ Amazon Mỹ, cùng chung tay nói không với hàng giả, hàng nhái vì sức khỏe cộng đồng. Nubitol, sự lựa chọn hoàn hảo để vươn cao nắm bắt tương lai.